Kỹ năng sinh tồn của các đặc nhiệm SEAL phụ thuộc chủ yếu vào quá trình huấn luyện. Nhưng dù được chuẩn bị kỹ càng đến đâu, họ vẫn thường xuyên phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Đó chính là những gì đã xảy ra trong chiến dịch truy bắt nhà độc tài Panama, tướng Manuel Noriega. Các chiến binh tinh nhuệ của Mỹ bị phục kích và họ phải chiến đấu để bảo vệ mạng sống. Năm 1961, một nhóm đặc nhiệm đã được thành lập để thực hiện các hoạt động trên biển, trên không và mặt đất. Nhiệm vụ của họ phải được giữ bí mật vì vấn đề an ninh quốc gia. Họ là ai? Họ đã làm những gì? Tất cả vẫn còn là bức màn bí ẩn. Giờ đây, dựa trên lời kể của nhân chứng đã trực tiếp tham gia vào những chiến dịch bí ẩn về các đặc nhiệm SEAL sẽ dần được hé lộ. Rạng sáng ngày 20 tháng 12 năm 1989, cuộc tấn công của quân đội Mỹ chính thức bắt đầu. Lầu Năm Góc đã sẵn sàng điều động 16.000 lính đặc nhiệm để kiểm soát quốc gia Trung Mỹ và bắt giữ nhà độc tài Manuel Noriega. Nhờ màn đêm che phủ, Trung tá Mike Dillon và các thành viên trong đội SHIN di chuyển về phía sân bay Baitila. Các đặc nhiệm SHIN đổ bộ lên một bãi biển gần sân bay và thiết lập trạm liên lạc tại đây. Đến đúng 1 giờ sáng, thời điểm diễn ra cuộc đột kích, ba trung đội GOP, Bravo và Delta sẽ cùng tiến về phía mục tiêu. Cuộc đột kích của họ phải diễn ra theo đúng trình tự được định sẵn và chính xác đến từng giây. Tuy nhiên, khi các đặc nhiệm SHIN vào vị trí thì tại thành phố Panama, quân đội Mỹ đã bị phát hiện. Giao tranh nổ ra và lực lượng phòng vệ Panama biết chắc chắn cuộc tấn công đã bắt đầu. Đã liên lạc được với máy bay hỗ trợ chưa? Chưa, thưa ngài. Hệ thống radio đang gặp trục trặc. Khẩn trương lên. Vâng, thưa ngài. Thunder 55. Đây là Broadwood 23, anh có nghe thấy không? Dillon không thể liên lạc được với phi đội AC-130. Lực lượng không quân phải sẵn sàng vào vị trí yểm trợ trước khi cuộc đột kích bắt đầu. Nếu không thể liên lạc qua radio, việc yểm trợ trên không là bất khả thi. Broadwood 23, đây là Air Papa, Head. Sĩ quan chỉ huy thực địa không chỉ nhận lệnh điều phối của đột kích, mà còn là người duy nhất ra lệnh tiến hành tấn công. Firestorm 60, đây là Broadwood 23, Head. Trong tình hình Noriega đã biết về việc người Mỹ đang đến, Lầu Năm Góc quyết định đẩy thời điểm bắt đầu tấn công sớm hơn 15 phút. Hàng trăm sĩ quan chỉ huy nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi đó. Walker đây. Đô đốc Walker tại trụ sở Bộ Tư lệnh liên lạc với đội đặc nhiệm để báo một tin mới. Giờ tấn công đã được đẩy lên 12 giờ 45. Tôi không nghĩ là có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong 15 phút. Rắc rối chưa dừng lại ở đó. Vào những phút cuối, Dillon nhận được lệnh thay đổi nhiệm vụ. Không chỉ vô hiệu hóa chiếc máy bay như trước, đội của Dillon phải chiếm nhà kho và dạch thủng các bánh máy bay. Rõ, 23 hết, được rồi. Bộ Ngoại giao lo ngại các đặc nhiệm SHIN sẽ lạm dụng hỏa lực nếu họ ngắm bắn chiếc máy bay từ khoảng cách xa. Chỉ thị mới đã đặt cả đội SHIN vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Họ bắt buộc phải tiếp cận nhà kho và đụng độ là điều khó tránh khỏi. Dillon nhanh chóng giải thích cho các đồng đội về kế hoạch mới ngay trước khi họ đến được sân bay. Tại đây, họ không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Chúng ta cần phải luôn sẵn sàng. Quân đội Mỹ sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Rất tốt, rất tốt. Viên sĩ quan Panama ngay lập tức gọi cứu viện.
Vâng, chúng tôi cần các anh đến vị trí máy bay càng sớm càng tốt. Dylan và các đồng đội vẫn tiếp tục di chuyển mà không nhận ra sự xuất hiện của lực lượng an ninh Panama. Vào vị trí. Chỉ huy, chúng tôi vừa bắt được tín hiệu liên lạc cho thấy Noriega đang tiến về phía Paitilla. Đã rõ. Chúng tôi vẫn chưa nắm được thời gian mục tiêu dự kiến tới nơi. Nghe rõ. Hết. Thay đổi kế hoạch. Trực thăng của Noriega đang trên đường đến. Đội Delta sẽ ngăn chặn chiếc trực thăng. Bravo và Golf tiến hành như kế hoạch. Dylan cần phải hành động ngay lập tức nếu muốn ngăn chặn Noriega. Nhưng vị chỉ huy lại tỏ ra chần chừ khi chưa có sự yểm trợ của không quân. Thunder 55, đây là Brosswood 23. Dylan vẫn cố gắng liên lạc với máy bay. Thunder 55, đây là Brosswood 23. Chúng ta liên lạc được với máy bay chưa? Chưa, thưa ngài. Chúng tôi đang cố gắng. Chúng ta cần không viện ngay lập tức. Vâng, thưa ngài. Thunder 55, đây là Brosswood 23. Các sĩ quan Shin đã tìm mọi cách, từ thay ắc quy đến chuyển anten, song không thành công. Thunder 55, đây là Brosswood 23. Hết. Nhưng không một bên nào có thể nhận được tín hiệu. Các trạm chỉ huy bị quá tải bởi hàng nghìn tín hiệu radio, khiến đường truyền liên lạc của họ bị gián đoạn. Đội trưởng đội Golf và Bravo, theo tôi, Dylan nhanh chóng phổ biến kế hoạch tấn công mới cho Hin và Chapman. Trở lại trụ sở Bộ Tư lệnh, Walker tiếp tục nhận được thông tin cấp báo trực thăng của Noriega đã đến gần Paitilla. Chúng tôi bắt được những tín hiệu liên lạc mới của Panama. Nguồn tin tình báo cũng cho biết, nhiều phương tiện vũ trang hạng nặng đang tiến về phía sân bay, sẵn sàng nhận lệnh. Thời gian dành cho Dylan và các đồng sự không còn nhiều. Noriega cùng đoàn xe bọc thép tiếp viện đang trên đường đến nơi. Họ phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch. Rõ. Mà không có sự yểm trợ của không quân. Tuân lệnh. Hết. Hãy cẩn thận. Một vài chiếc xe bọc thép đang trên đường đến đây. Đi thôi. Đây là Brosswood 23. Hết. Chúng ta đã liên lạc được với không quân chưa? Chưa, thưa ngài. Chúng tôi đang cố gắng. Được rồi. Hãy đảm bảo hệ thống radio luôn hoạt động. Có gì thì báo ngay cho tôi. Chúng ta bắt đầu hành động. Tuân lệnh. Ba trung đội Shin bắt đầu chiến dịch đột kích. Vì dự kiến lực lượng an ninh tại nhà kho khá mỏng, nên các đặc nhiệm có ít kinh nghiệm hơn sẽ được phân vào đội Golf và Bravo. Họ sẽ cùng phối hợp cho đến khi tới khu vực đường băng. Đội Bravo sẽ tách ra để kéo máy bay chặn đường như kế hoạch. Sau đó, họ sẽ quay trở về nhà kho để hỗ trợ đội Golf. Trong khi đó, đội Golf của Chapman sẽ tiến thẳng đến nhà kho và đâm thủng bánh máy bay. Không chỉ đóng vai trò hỗ trợ như ban đầu, nhiệm vụ chính của Dylan và đội Delta giờ đây là ngăn chặn chiếc trực thăng chở Noriega. Họ sẽ phải thăm dò sân bay và tìm ra vị trí nó sẽ hạ cánh. Ngoài ra, Noriega còn được hộ tống bởi một đội vệ sĩ chuyên nghiệp. Vì Delta sẽ là đội đầu tiên phải đương đầu với lực lượng này, nên Dylan sẽ giữ lại các đồng nhiệm nhiều kinh nghiệm nhất bên mình. Khi các đại nhiệm Shin bắt đầu triển khai thì cũng là lúc lực lượng phòng vệ Panama đã đến Paitilla. Và ẩn sẵn trong nhà kho. Giờ đây, yếu tố bất ngờ đã thuộc về phía Panama. Tất cả những gì họ cần làm là đợi các đại nhiệm Mỹ tự chui đầu vào giọ.
Khi đội Golf và Bravo tiến gần đến khu vực đường băng và nhà kho, tất cả đều không một bóng người. Họ không nhìn thấy bất cứ một binh sĩ hay chiếc xe bọc thép nào. They saw no soldiers and no APCs. Delta continued their Delta vẫn tiếp tục chờ đợi chiếc trực thăng chở Noriega. Give me JSOC. Firestorm 60, this is Broadsword 23, over. Cho tôi gặp chỉ huy. Firestorm 60, đây là Broadsword 23. Hết. Đây là 23. Vâng. No, sir. No sign of the chopper. Noriega will be there. Keep looking. The command post. Đã có dấu hiệu gì của chiếc trực thăng chưa? Chưa, thưa ngài. Không có dấu hiệu của trực thăng. Noriega sẽ ở đó. Bộ tư lệnh vẫn tin tưởng rằng chiếc trực thăng đang trên đường tới nơi. Dillon đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bắt sống Noriega. Nhiệm vụ của Dillon là chặn đường tiếp viện của quân đội Panama và đón sẵn Noriega. Đội Golf và Bravo tiếp tục tiến lên. Họ có thể nhìn thấy chiếc máy bay của Noriega đang đậu trong nhà kho. Nhờ sự hỗ trợ của kính hồng ngoại, Truman có thể nhận ra bóng người di chuyển trong đêm tối. Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như kế hoạch. Theo chỉ dẫn, họ có thể đối mặt với các nhân viên an ninh xung quanh tòa nhà của sân bay. Chỉ huy, có một số lính canh gần tòa tháp. Được, hãy cẩn thận. Đội Golf tiếp tục tiến lên, đội Bravo tách ra để thực hiện nhiệm vụ tạo chướng ngại vật trên đường băng. Các binh sĩ Panama đang ở vị trí thuận lợi nhất. Để có thể tiến đến nhà kho, các đội nhiệm Stream phải đi qua một đường băng lớn và trống trải. Xung quanh không có thứ gì che chắn cho họ, trừ một vài chiếc máy bay cỡ nhỏ. Khi Truman và đội Golf tiến gần hơn, họ phát hiện ra bóng dáng các tay súng. Vẫn chưa có dấu hiệu gì của Noriega. Chỉ huy, phát hiện thêm mục tiêu trong nhà kho. Tiếp tục quan sát, hành động cẩn trọng. Đội Golf tiếp tục tiến tới. Đội Bravo đã tiếp cận những chiếc máy bay. Mỗi biệt động Stream sẽ có một thành viên nói tiếng Tây Ban Nha. Biết những chiếc máy bay có thể được canh gác, đội Stream thận trọng tiến lên, dẫn đầu là thành viên phiên dịch. Tránh ra, rời khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Các đội nhiệm Stream có thể hạ gục những lính canh chỉ với vài đường đạn. Nhưng nếu làm vậy, họ sẽ vi phạm quy tắc đã đặt ra. Đội nhiệm Stream không được phép làm hại dân thường, trong đó có cả những tay buôn lậu thuốc phiện. Sau khi loại bỏ mối nguy, đội Bravo bắt đầu di chuyển những chiếc máy bay để chặn đường băng. Chỉ huy, có một số tay súng bản địa canh gác những chiếc máy bay. Mối đe dọa đã bị loại trừ. Chúng tôi đang bắt đầu di chuyển các máy bay. Rõ, tôi biết rồi. Chỉ huy, đã liên lạc được với không quân chưa? Vẫn chưa. Lực lượng hỗ trợ trên không đâu rồi? Thunder 55, đây là Broadsword 23. Hết. Hệ thống radio hoạt động chưa? Chưa, thưa ngài. Lực lượng Stream vẫn chưa thể liên lạc với phi đội máy bay yểm trợ. Chưa có, Golf, hãy đợi thêm chút nữa. Các radio thường sử dụng một thiết bị mã hóa để tránh bị nghe lén. Trong cơn hoảng loạn, họ đã cố gắng thử các mã số khác nhau. Tuy nhiên, cơ hội thành công chỉ là một phần nghìn. Thậm chí, Dillon còn cố gắng liên lạc với các máy bay thông qua bộ tư lệnh. Nhưng ngay cả bộ chỉ huy cũng không thể liên lạc được.
Vì một vài lý do, các máy bay không thể bắt tín hiệu và giải mã thông điệp được gửi đến. Broadsword 23, đây là Air Papa, hết. Chuyển sang số 2. Nhập tần số thay thế, Broadsword 23. Qua hệ thống giám sát, các phi công chuyên AC-130 có thể quan sát toàn bộ cuộc chiến dưới mặt đất. Tuy nhiên, họ không có quyền tự ý can thiệp. Broadsword 23, đây là Air Papa, nghe rõ trả lời. Liên lạc với không quân bị cắt đứt. Đội gốc phải thực hiện nhiệm vụ mà không có bất kỳ sự hiểm trợ nào. Hạ vũ khí và đầu hàng ngay. Không, các ngươi mới phải hạ vũ khí. Bắn. Gớp, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng tôi bị bao vây, đạn bắn ra từ cả hai phía. Họ đang bị tấn công. Tiến lên, nhanh lên, xuống dưới, nhanh lên. Bị quân đội Panama phục kích, Truman và đội gốc phải đón nhận những thương vong đầu tiên. Tôi bị trúng đạn rồi. Bị tấn công giữa đường băng trống trải, họ phải chiến đấu để tự giành lấy mạng sống. Trong khi đội gốc bị tấn công, Dylan và đội Delta nhanh chóng tiến về đầu kia của sân bay để viện trợ cho đồng đội. Chúng tôi có người bị thương nặng. Đội Bravo hãy ứng cứu khẩn cấp. Vì phải đối phó với những tay súng buôn ma túy, nên đội Bravo không thể đến ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, họ vẫn xuất hiện và kịp thời lao vào, lấy thân mình che chở cho những người bị thương. Không lực yểm trợ đâu, các anh đã liên lạc được với họ chưa? Ở trên cao, các phi công vẫn tiếp tục theo dõi cuộc chiến mà không thể làm gì. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng tôi vẫn chưa nhận được lệnh khai hỏa. Số 2, Broadsword 23. Binh sĩ Panama sử dụng đạn xuyên giáp nên áo chống đạn của các đặc nhiệm Shin vô dụng đối với họ. Nếu không bị bắn trúng, họ vẫn có thể bị thương bởi các mảnh nhựa đường văng ra. Truman rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nhờ sự vượt trội về năng lực, các binh sĩ Shin dần dần lấy lại lợi thế. Họ có thể xác định được vị trí đối phương thông qua hướng bay của làn đạn. Nhanh lên. Cuối cùng, đội Delta của Dylan cũng xuất hiện. Họ tham gia trận đánh từ ngoài đường băng. Pháo thủ, hãy hỗ trợ họ. Vào đây. Đi thôi. Finally, Dylan's Delta platoon arrived. They took positions on the edge of the tarmac. Các đặc nhiệm của đội Delta nhanh chóng tiến về phía làn đạn. Họ mạo hiểm cả mạng sống của mình để cứu nguy cho những đồng đội đang bị thương nặng. The
Dù chỉ kéo dài khoảng 3 phút, nhưng cuộc tấn công đã khiến 8 thành viên đội Ghost và Bravo bị thương hoặc thiệt mạng. Bộ tư lệnh tác chiến yêu cầu báo cáo sơ bộ đầu tiên. Chúng tôi có ít nhất 2 người đã hy sinh và 6 người bị thương. Họ có thể nghe thấy cuộc đọ súng qua radio. Đô đốc Walker ra lệnh ngừng nhiệm vụ. Tôi phản đối. Chúng tôi không thể giúp quân ở thời điểm này. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiếm lấy sân bay, và đó là điều mà chúng tôi sẽ làm. Hết. Được rồi, hãy vô hiệu hóa chiếc máy bay. Tiến lên. Dylan muốn hoàn thành mục tiêu mà nhóm đã đặt ra. Và quyết tâm đó sẽ không bị xoay chuyển bởi một vài thiệt hại ban đầu. Quả tên lửa chống tăng AT-4 được chuẩn bị để tiêu diệt đoàn xe bọc thép, giờ đây đang chĩa thẳng về phía máy bay của Noriega. Broadsworth 23, nên rõ trả lời. Đây là Broadsworth 23, hết. Chỉ huy, radio đã hoạt động, chúng ta đã có máy bay. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Cẩn thận. Rocket! Quả tên lửa đã để lại một lỗ hổng lớn trên chiếc máy bay của Noriega, khiến nó hoàn toàn hư hỏng. Dư chấn từ vụ nổ cũng kết thúc các cuộc giao tranh trong nhà kho. Tôi không nhìn thấy mục tiêu nào còn di chuyển. Yêu cầu xác nhận. Hoàn toàn trống trải. Yểm trợ cho tôi. Gọi trực thăng cứu thương. Delta, hãy tiến vào và thu dọn các mảnh vỡ còn lại. Cuối cùng, lực lượng Shin có thể an toàn tiến vào nhà kho. Hầu hết các binh sĩ Panama có mặt trong nhà kho đều đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Số còn lại thì đầu hàng vô điều kiện. Chiến dịch chính thức kết thúc chỉ sau 15 phút diễn ra. It had lasted only 15 minutes. Dylan yêu cầu một vài thành viên Shin ở lại nhà kho để hỗ trợ các binh sĩ Panama bị thương. Còn mình quay lại khu vực đường băng để kiểm tra tình hình đồng đội. Cậu ấy thế nào rồi? Chúng ta mất cậu ấy rồi. Chỉ vài tiếng sau khi chính thức được bổ nhiệm, thành viên mới nhất của đội, Isaac Rodriguez, đã hy sinh. Cứu thương! Các binh sĩ Shin không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi trực thăng quân y đến ứng cứu. Trực thăng cứu thương đâu rồi? Chiến dịch tấn công đã để lại nhiều thương vong hơn dự kiến. Trực thăng cứu thương đã được điều động để hỗ trợ các binh sĩ bị thương khác trong thành phố. Kẻ địch tấn công! Ra khỏi đây ngay! Một vài binh sĩ Panama vẫn quyết tâm chống trả đến cùng, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Hãy gửi trực thăng cứu thương đến đây mau. Phải đến hơn 90 phút sau, chiếc trực thăng mới đến nơi. Tại sân bay Patilla, Dylan và các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực, vô hiệu hóa máy bay của Noriega, bất chấp những khó khăn và sự chống cự quyết liệt. But
Bốn đặc nhiệm SEAL đã vĩnh viễn nằm xuống, 9 người khác lâm vào tình trạng nguy kịch. Đây là tổn thất lớn nhất từ trước đến nay mà họ phải gánh chịu. Chiến dịch tấn công Panama được ghi nhận đã diễn ra thành công. Mặc dù Noriega không hề xuất hiện tại sân bay Batila, song nhà độc tài này cuối cùng vẫn bị bắt giữ và được đưa về Mỹ để xét xử. Hải quân Mỹ đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt vì bản kế hoạch cầu thả, gây nên thương vong không đáng có. Nhiều cáo buộc được đưa ra và một số nhân vật phải ra đi. Sau đó, Hải quân Mỹ công bố một bản báo cáo đã được sửa chữa cẩn thận về những gì đã diễn ra tại sân bay Batila. Và vì vậy, điều duy nhất mà mọi người biết đó là phải cần tới 48 đặc nhiệm SEAL để vô hiệu hóa một chiếc máy bay.